thầy Hóa Đô nhá. Nào, hai học trò của thầy là... Hai học trò. Hi, xin chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn nào quay trở lại với Ado TV các bạn. Một video nữa tiếp theo trên kênh. Hiện tại thì mình đang có mặt tại tiệc tân gia của nhà anh Hải Sapa TV đây rồi các bạn. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi cùng mình và Thùy vào ăn tiệc, một bữa tiệc tân gia rất là lớn các bạn, 70 mâm, 700 người các bạn. Và chúng ta sẽ vào đây. Bây giờ ở đây là cổng rạp. Cổng rạp đây rồi các bạn. Như một cái sự kiện đám cưới lớn này rồi các bạn. Ở đây thì có rất nhiều những cô lễ tân rất là xinh. Đi vào đây các bạn. Vào đây thì nó khá là ồn các bạn nhé. Hôm nay thì đoạn này thì mình ghi âm thu hình lại thì một chút hình ảnh và mic nó bị lỗi các bạn, nên là mình thu âm lại. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Mọi người đến đây thì có rất là nhiều hoa thiệp chúc mừng đến tân gia của ngôi nhà gọi là triệu đô của anh Hải đi các bạn. Và trong đây thì rất là nhiều người nổi tiếng làm trên những nền tảng mạng xã hội giống như Facebook này, TikTok này, là YouTube giống như đó trước mặt chúng ta đây. Đang gặp già làng Tây Nguyên để chụp ảnh cùng Pơ và Ái Mí các bạn. Đó. Má Nhi. Đoạn này thì mình mất tiếng các bạn ạ, nên là mình sẽ thu âm lại. Với lại là nếu mà cũng để tiếng thì nó khá là ồn các bạn, do tiếng của người này rồi tiếng âm nhạc các thứ nữa. Rồi, mình đang đi tìm mấy anh em vừa rồi thì mình đi cùng các anh Zubantan rồi là trai bản, gái bản. Nhưng mà vào đến đây thì đã bị lạc mất rồi các bạn. Vào đến đây thì sẽ bị lạc bởi vì đông quá. Bây giờ sẽ phải đi tìm mấy anh em rồi có chỗ ngồi. Không thì tí nữa là không, hai vợ chồng là ngồi không biết sẽ ngồi đâu các bạn. Đó, hôm nay thì đi cùng mình với Thùy. Thùy mặc bộ váy cóm của đồng bào người Thái, bộ váy màu đỏ các bạn, rất là đẹp luôn. Mặc váy màu đỏ truyền thống dân tộc giống như Pơ và Ái Mí thì sẽ mặc bộ đồ của người Hơ Mông các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy khung cảnh nó rất là đông các bạn. Bây giờ thì vẫn chưa đến giờ đâu các bạn nhá. Khoảng một lúc nữa cơ thì tất cả mọi người mới đến hết thì còn đông nữa cơ. Đó. Hiện tại bây giờ thì đã phải chen chúc nhau như này rồi. Tí nữa thì không tìm được chỗ ngồi, không có chỗ ngồi luôn các bạn ạ. Ai kiếm ra đôi phương đá này nhỉ? Một người nữa vẫn
ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện về Hoàng Hải Sapa TV từ ngày bắt đầu cho đến ngày hôm nay. Xin mời quý vị. YouTube là cũng tự tin lắm, nhưng mà hôm nay đứng ở đây trước các bạn mọi người là rất là run.
nhưng mà thực sự là cái sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây nó là niềm vinh hạnh rất là lớn đối với gia đình nhà Hải. Thông qua đây Hải xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ạ. Xin thành cảm ơn ạ. Vẫn phong cách rất ngắn gọn và rất gần gũi, rất đáng yêu đúng không quý vị? Một tràng pháo tay nữa cho anh Hoàng Hải đúng không ạ? Và chính điều đó thì đã lấy được rất nhiều tình yêu, rất nhiều tình cảm của tất cả các quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay tất cả các quý vị đang có mặt ở đây để chung vui cùng với anh Hoàng Hải và để chứng kiến giây phút rất ý nghĩa của anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên. Đó là giây phút khánh thành ngôi nhà hạnh phúc của Hoàng Hải và Kim Tuyên. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được mời những quý vị có tên sau sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức rất ý nghĩa này. Đầu tiên xin được mời anh Hoàng Hải, Sapa TV. Cố gắng ngày hôm nay anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên đã có cho mình một ngôi nhà hạnh phúc tại đường D1 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, và hy vọng rằng với mái ấm hạnh phúc này thì anh Hoàng Hải, chị Kim Tuyên sẽ có sự phát triển ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai với hệ thống nhà hàng của mình cũng như sự hiện diện của anh trên các nền tảng mạng xã hội như là TikTok, Facebook hay là YouTube.
là nhà làm nhà hàng nó khác. Nên là các bạn có thấy không, những cái món rất là nhiều món luôn. Các bạn có thể thưởng thức những cái món này khi mà lên đến Sapa các bạn nhé, tại Sapa TV và dân tộc quán các bạn. Đến đây thì chúc mừng. Hôm nay thì có thêm các anh cùng nghề YouTube với mình nữa các bạn, mấy anh em ở Yên Bái rồi là Nghĩa Lộ các thứ. Rồi cho em mời một ly. Mong rằng sau này chúng ta cũng sẽ khai trương như này. Nào, 2, 3, 4 Rồi các bạn. Ở đây thì không thể thiếu những cái chén rượu ngồi giao lưu với nhau được các bạn. Văn hóa trên Tây Bắc mình, hoặc các bạn cứ trên 18 tuổi hoặc là lấy vợ đi để uống rượu các bạn ạ. Cái này thì không tránh được đây này, có rượu vào lời ra có câu chuyện để nói. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào ngồi thưởng thức những cái món ăn này đi. Anh cuốn đi em thôi.